Vâng, xin mời mình chào anh em nhé. Hôm nay shop mình sẽ giới thiệu cho anh em xem một cây bật lửa đến từ thương hiệu Zoro. Cây này rất là bền anh em nhé. Đẹp một cách đơn giản, vỏ bằng copper, ruột bằng copper, tức là 100% bằng đồng đó luôn anh em nhé. Để cây này anh em sử dụng thì cả 10 năm, 20 năm chứ chắc đã hỏng, nếu như anh em biết bảo quản anh em nhé. Cái sản phẩm này thì nó cũng vừa mới ra mắt trên thị trường thôi. Trước đây thì nó chưa có anh em nhé, và bắt đầu từ năm 24 này thì mới sản xuất ra, và shop mình cũng là một trong những shop đầu tiên mà được bán cây này anh em nhé. Thì số lượng cũng rất hạn chế thôi, hiện tại shop nhập về cũng 10 cây, nên anh em muốn lấy thì cứ đọc đúng cái mã số cho mình. Ví dụ cây này có mã số là RR141 anh em nhé, RR141, anh em muốn lấy thì alo cho shop, shop sẽ ship cho anh em. Hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng, đúng hàng như trong clip rồi anh em nhận và thanh toán tiền sau thôi anh em nhé, để là anh em yên tâm. Trước tiên thì mình sẽ cân cho anh em xem. Mình cũng đang tò mò, mình chưa bao giờ cân cái này cả, hàng vừa mới về anh em nhé. Cái dòng này thì về cái khối lượng của nó thì nó rơi tầm khoảng 63g anh em nhé. Tức là nó nặng tầm khoảng xem như một cây Zippo Armor. Cái Zippo Armor nặng như thế nào thì cái này cũng như thế đấy. Đấy là về cái vỏ bên ngoài anh em nhé. Mình cho anh em xem này, xem sơ lược qua anh em nhé. Nó đơn giản nhưng mà không hề đơn điệu anh em nhé. Đấy, và bên trong cái ruột này, đấy, ruột cũng bằng copper luôn. Đấy, chính vì vậy là anh em dùng rất là bền anh em nhé. Cái ruột copper rất là hay. Đấy, hay ở cái điểm nào thì chút nữa mình sẽ nói qua cho anh em biết nhé. Trước tiên mình sẽ cho anh em xem cái mộc đáy. Cái dòng này, cái mộc đáy của nó là mộc đáy bằng anh em nhé. Và những cái sản phẩm nào bằng đồng đỏ anh em nhé, chất liệu bằng đồng đỏ thì nó luôn luôn có ghi, có dập chữ copper xuống đây. Đấy, nếu bằng đồng đỏ thì sẽ có chữ copper anh em nhé. Và cái dòng này nó sản xuất năm 24 đây, HK Hồng Kông anh em nhé. Thương hiệu Zoro nó được ra đời tại Hồng Kông cách đây tầm khoảng 16 năm anh em nhé. Và từ đấy đến bây giờ thì nó có cho ra đời rất là nhiều mẫu mã thiết kế khác nhau. Và chính đến những cái dân chơi và dân buôn Zippo như mình nhé, bật lửa như mình thì mình cũng không biết, không thể nắm bắt được hết tất cả các mẫu của cái thương hiệu Zoro anh em nhé. Nó cực kỳ nhiều luôn, nhiều và đa dạng. Về cái sản phẩm này thì mình sẽ cho anh em xem kích thước của nó để cho anh em tiện theo dõi anh em nhé. Ví dụ trên tay mình đây, một cây màu trắng này là một cây Zippo phổ thông chính hãng anh em nhé. Đấy, thì kích thước nó cũng xem như vậy anh em nhé. Đấy, xem như vậy. Tuy nhiên nó sẽ khác ở cái thiết kế, đó là cái bản lề này. Đấy, cái bản lề anh em nhé, và cái thiết kế nó vuông. Đấy, ok. Sản phẩm này thì nó được làm vuông góc anh em nhé. Cái này này, cạnh này này, cạnh này nó làm vuông. Đấy, nó có bo tròn nhưng mà nó thiết kế là vuông anh em nhé, chứ cạnh này là nó bằng này, chứ nó không vòm vòm như những cái chiếc Zippo phổ thông anh em nhé. Hiện tại công ty Zippo nó không có cái mẫu Zippo replica 1941 này bằng đồng đỏ anh em nhé. Chỉ có một cái mẫu duy nhất là màu vàng nhám bằng đồng đỏ. Xin lỗi anh em là mình có khách anh em nhé. Mình đang quay hàng thì có khách họ gọi hỏi mua Zippo anh em nhé. Ok, quay trở lại với cái sản phẩm này thì nó được thiết kế theo cái form dáng giống như những cái cây Zippo 1941 anh em nhé. Và cái form dáng này thì nó có thiết kế là kín khít này. Về cạnh này kín khít anh em nhé. Và cái bản lề nó cũng kín khít luôn anh em nhé. Chính vì vậy cái này cầm xăng cực kỳ tốt đấy. Anh em mà biết lối dùng thì cầm xăng tận 2 tuần là bình thường. Đấy, nếu như trong trường hợp anh em mua về anh em xếp cái tim hình zig zag cộng thêm cái bọc ruột anh em nhé. Và sản phẩm này nó là Zoro nhưng mà nó dùng xăng đá bấc như Zippo luôn anh em nhé. Đấy, mặt sau đây. Đấy, như thế anh em nhé. Cạnh bên trên thì nó vòm vòm lên một chút. Và bây giờ mình test âm cho anh em nghe. Bánh xe rất là bén anh em nhé. Âm thì cũng nghe ok. Hiện tại trên thị trường là có một cái cây Zippo nó thiết kế theo cái form giống như thế này này, nhưng mà nó là nhám anh em nhé, chất liệu bằng đồng đỏ. Và cái vỏ của cây Zippo đó thì nó không dày bằng cái cây Zoro này anh em nhé. Vỏ cái đấy chắc dày bằng cái ruột của cây này. Thì ngoài ra cái ruột của cái đấy là màu đen, nhưng mà nó là mạ anh em nhé, mạ màu đen. Còn này là bằng copper luôn. Hiện tại cái cây Zippo đấy thì giá là 1.930.000. Đấy, còn nếu như cây công ty Zippo nó có sản xuất ra cái mẫu Zippo mà chất liệu bằng copper như thế này thì mình nghĩ giá nó phải rơi vào tầm khoảng 3 triệu anh em nhé. 3 triệu hoặc là hơn 3 triệu, 4 triệu. Đấy. Nhưng mà
Đây là một cái dòng bật lửa Zozo nên là nó giá thành nó hợp lý hơn rất là nhiều anh em nhé, dễ chịu hơn. Anh em thấy trên đây thì nó thiết kế vuông góc này, bản lề thì có 4 chấu anh em nhé. Với cái sản phẩm này shop mình bán ra sẽ bảo hành cho anh em 5 năm. Trong quá trình sử dụng nếu anh em dùng mà bị bong cái bản lề mối hàn trên hoặc mối hàn dưới này thì shop mình sẽ bảo hành miễn phí cho anh em. Còn nếu như gãy lưỡi gà này thì shop mình cũng bảo hành miễn phí luôn cho anh em nhé, lưỡi gà này. Nên là anh em yên tâm nhé, bảo hành 5 năm là rất là lâu rồi đấy. Còn cái ruột này thì cũng là bằng đồng đó luôn anh em nhé. Bằng đồng đó nó có một cái đặc điểm ấy, mình không thể thay đổi được đặc tính vật lý của sản phẩm anh em nhé. Tức là cái đồng đó thì anh em dùng xong một thời gian thì nó sẽ ngã vàng anh em nhé. Ngã vàng và ngã đỏ đậm, ngã đen luôn anh em nhé. Đấy. Giống như nếu mà anh em nào ngày xưa có cái mâm bằng đồng này, đồng phải bằng đồng đó anh em nhé, thì nó sẽ tương tự như thế. Nhưng mà dùng xong một thời gian ấy, thì nó càng dùng nó càng bóng. Nó bóng giống như mỡ dầu váng dầu anh em nhé. Còn nếu như anh em dùng mà anh em không dùng nữa thì nó đen sậm. Đấy, mà dùng lâu thì nó lại đen bóng. Cái đồng đó này có cái đặc điểm như thế, cũng rất là hay. Hai cái chấm tròn tròn ở hai bên này đấy, thì có cái tác dụng là để cho ngăn cái ruột nó trồi lên nha anh em nhé. Nó hạn chế chứ cũng không ngăn 100% được, nó hạn chế thôi. Cái gì cũng thế. Ok, thì cái chặn xăng đây. Cái này là bằng đồng vàng này, cái này là bằng đồng đỏ. Quay trở lại với cái cổ đá này bằng đồng vàng. Bánh xe thì thuộc cái dòng cao cấp nhất của cái dòng Zozo rồi anh em nhé. Nó thiết kế rất là đều, vừa cắt ngang vừa cắt xéo. Chính vì vậy nó rất là bén anh em nhé, kỳ bén lắm này. Bén không kém gì Zippo luôn, thậm chí còn hơn anh em nhé. Và đây, cái này anh em muốn lấy thì cứ alo shop, đọc đúng cái mã số sản phẩm và anh em gọi theo cái số điện thoại đây anh em nhé, thì shop mình sẽ ship cho anh em. Vâng, hiện tại thì cây này shop đang phân phối giá là 490.000 anh em nhé, 490.000 cho một cây bật lửa bằng đồng đỏ 100%, rất là hợp lý luôn. Ok, anh em muốn lấy thì nhanh chạy alo cho shop nhé. Anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt.